Dạ, nhà vườn Nguyễn Nhận xin mến chào đến toàn thể với cô chú anh chị mình đang xem kênh bonsai lục tỉnh miền Tây nha. Thì ngày hôm nay em có lên một clip mới để giao lưu cây kiểng với mọi quý cô chú anh chị mình trên mọi miền cả nước nha. Cũng như là cần thăng ghép lá cẩm thạch, việt quế cây đang cho bông luôn quý cô chú ơi. Gia nhật giáng đổ, mai chưa hỉ trùng nu, cây rất là già cây luôn quý cô chú. Trang đỏ lá nhỏ, me chua, mai chiếu thủy, đây tinh sam. Thì cũng không để quý cô chú anh chị mình đợi lâu, thì con xin vô cây mã số 1 luôn nha quý cô chú. Vô cây mã số 1 là cây mai chiếu thủy trung nu nha quý cô chú. Cây vàng chân thì không chê vào đâu được hết nha, đặc biệt là cây là con bao già với quý cô chú anh chị mình luôn. Giá này nó cũng rất là vừa chơi. Và neo vị trí này là 21 cm nha quý cô chú. Còn tổng cái củ đế đặt của nó, củ đế nổi của nó là được 43. Tổng tán lá là nó được 40. Chiều cao là 25. Cây mai chiếu thủy trung nu mã số 1. Cây này có giá là 1.700.000 đồng nha. Giá là 1.700.000, con bao phí ship là toàn quắc. Đây quý cô chú anh chị mình xem những cái mặt hẹo đây. Cái mặt hẹo này còn có chút xíu nữa là nó liền luôn nè quý cô chú. Đây. Cái này cô chú anh chị mình chốt và mình lựa cái chậu đẹp mình đưa vô nha. Giá là 1.700.000, con bao phí ship toàn quắc nha. Rồi, con xin phép vô cây mã số 2 nha quý cô chú. Mã số 2 cũng là một cây mai chiếu thủy lá lớn. Cây này thì đế nó được cái nó quái nha quý cô chú. Mã số 2. Một cây đế nơm. Tổng chiều cao của cây là nó được 57. Chiều cao đế nơm là nó được là 22. Ổng mình đế nổi là được 80 nha quý cô chú. 80 đã con đo vành eo. Vành eo thì nó hơi khiêm tốn. Vành eo ngay vị trí này là được 20 yếu, còn tính 19 thôi. Thì cây nó có một cái điểm lỗi ngay đây là chỗ cái rễ với dạ trong đây. Nó bị lũa đây nha quý cô chú. Đây, với mấy cái dấu này là lúc trước chủ nhà người ta chặt á. Nhưng mà nó cũng không có ảnh hưởng gì hết nha. Cây rất là già cây. Rồi cây mai chiếu thủy mã số 2. Cây này có giá là 550.000. Giá là 550.000, con bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình nha. Giá là 550.000. Tiếp theo đây cũng lên cây mã số 3. Cũng là một cây mai chiếu thủy. Cây này thì mới định hình nước dây đầu tiên. Cô chú anh chị mình chốt về mình nuôi thêm nha. Chiều cao của cây là nó được 31. Tổng tán lá là được 36. Vành cái vị trí này của cây là được 43 nha quý cô chú. Đây thì những cái mặt hẹo này thì nó kéo nhựa rất là tốt nha quý cô chú. Cây thì cũng đang trong giai đoạn nuôi. Cô chú anh chị mình chốt về mình nuôi mình thả cốt thêm nha quý cô chú. Rồi cây mai chiếu thủy lá lớn da đen mã số 3. Cây này có giá là 1.300.000 đồng. Giá là 1.300.000 nha quý cô chú. Con cũng bao ship toàn quốc nha. Tiếp theo đây con lên mã số 4 là me chua. Một cặp me chua quái mã số 4. Vành thì nó hơi khiêm tốn nha quý cô chú. Đây, vành eo thì nó được chỉ có 12 thôi. Còn vành củ đế đặt là nó được là 37. Chiều cao thì nó tương đối với nhau. Chiều cao tầm khoảng từ 39 tới 42. Cặp me mã số 4 có giá là 550.000. Giá là 550.000, con bao phí ship toàn quốc nha quý cô chú. Mã số 4. Tiếp theo đây là mã số 5. Cái này có me thì mình me trái này thì mình chơi cái tông nó hay cao cao chút xíu quý cô chú. Thì nó sau này nó ra trái mình làm cái tàn nó ra trái nó hầm xuống thì nhìn nó đẹp hơn nha. Chiều cao là nó được là 41. Và nó vị trí này của cây là được 20. Tổng vành đế nơm là được 39 nha. Rồi cặp me mã số 5 có giá là 650.000. Giá là 650.000, con cũng bao ship toàn quốc nha.
những cây tông nó hơi cao vì cô chú anh chị mình, nó mình làm ra cây kiển này nó cũng rất là đẹp nha quý cô chú. Tiếp theo đây là cặp mã số 6 cũng là me chua nha quý cô chú. Thì cái này cái dòng me chua này thì mình chơi cái cây tông cao á, thì nó sau này cái trái á, mình làm ra cái cây kiển á, cái trái nó xuống xuống nhìn nó mới đẹp nha quý cô chú. Đây tuy gần tông cao nhưng mà nó cũng lắc lượng nha, chứ nó không phải là cái thân nó cao mà nó chơi ngắt nha quý cô chú. Tổng chiều cao là nó được 64, còn cây bên này tầm khoảng 60 nha. Vành thì nó tương đối với nhau là 15 cm. Còn tổng cái cục đế đặt của cây là nó được 44. Rồi cặp me chua mã số 6 có giá là 750.000. Mã số 6 giá là 750.000, con cũng bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình nha. Mã số 6 750.000. Tiếp theo đây là cặp mã số 7 cũng là me chua luôn quý cô chú ơi. Đây, cặp này thì nó quái nhưng mà tông nó cũng cao nha. Mình chơi mình làm cái form ở trên thôi, ở dưới thì mình chừa những cái con này lại, mình ngắm cái con nó cũng rất là đẹp nha quý cô chú. Cục đế cũng rất là quái. Mã số 7. Chiều cao thì nó tương đối với nhau nha quý cô chú. Chiều cao là được 45. Hoành thì nó được 15 cm nha. Cụ đế nổi là được 49. Rồi cặp me mã số 7 này cũng đồng giá là 750.000. 750.000, con cũng bao phí ship là toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình nha. Mã số 7. Tiếp theo đây là cây mã số 8 là một cây bông trang đỏ lá nhỏ. Cây này tay cành nó rất là to quý cô chú. Có cái đầu mặt cắt trên đây thì nó hơi thô nha. Cô chú anh chị mình chốt về có thể mình làm lại cái mặt cắt này nha quý cô chú. Mình làm nó cho nó thông nha. Cái mặt cắt thì nó hơi thô đấy. Con chỉ cho quý cô chú anh chị mình xem rõ ràng để mình chốt cây cho nó dễ nha quý cô chú. Tổng chiều cao là được 36. Tổng phân tán là được 44. Và nó vị trí này của cây là được 17 nha. Đoạn thoát thân tới cành số 1 là nó được 24. Rồi cây bông trang đỏ lá nhỏ mã số 8. Cây này có giá là 650.000. 650.000 con cũng bao ship là toàn quốc nha. Tiếp theo đây là cây mã số 9 là bông trang vàng lá nhỏ. Cây thì nó hiện tại là nó đang cho bông luôn nha với cô chú. Tại cây này con xử lý nó hơi sớm cho nên là nó có nụ sớm rồi. Mã số 9. Còn cái cây trang đỏ hồi nãy thì con xử lý nó vừa tết luôn đó với cô chú. Tổng chiều cao của cây là được 19. Tổng tán lá là 29. Và nó vị trí này là được 18 cm. Đế thì để con đo đường kính ngang của mặt đế là nó được 18 nha. Rồi cây trang vàng lá nhỏ mã số 9. Cây này có giá là 600.000 đồng. Giá là 600.000 đồng con cũng bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình nha. Mã số 9. Tiếp theo đây là cây mã số 10 là một cây linh sam song hình lá chung nha quý cô chú. Mã số 10, một cây bonsai đáy bàn. Cây này cũng rất là già cây rồi quý cô chú. Cô chú anh chị mình chốt những cây này về mình đáy bàn mình chơi tết rất là ok. Con cũng đã có xử lý rồi nha. Tổng chiều cao là 22. Tổng tán lá là 37. Hoành con đo một vị trí thôi là được 25. Cây đang nằm chậu lọt lòng là nó 22. Rồi cây linh sam song hình mã số 10. Cây này có giá là 950.000. Con cũng bao phí ship toàn quốc nha. Mã số 10 giá là 950.000. Tiếp theo đây là mã số 11 là cây miệt quế lá chung bông chùm nha quý cô chú. Cây hiện tại đang cho bông luôn. Giá chỉ có 600.000 thôi quý cô chú ơi. Phom tàn thì nó ấm mịn hết. Những cái đầu mặt hẹo thì nó hơi thô nha. Đây, những cái đầu mặt cắt nó hơi thô với cô chú anh chị mình chốt giờ mình xử lý mặt cắt lại nha với cô chú. Cây nó cũng đã ôm kẽm rồi, phom tàn thì nó ấm mịn nha, đặc biệt là cây đang cho bông. Rồi chiều cao của cây là được 37, tổng tán là được 51, hoành là nó được 22, cây nó đang nằm cái chậu lọt lòng là nó 38 nha.
Rồi cây nguyệt quế mã số 11, cây này có giá là 600.000. Con cũng bao phí ship toàn quốc nha. Giá là 600. Cây này khi đi con rút chậu bó bầu nha quý cô chú. Giá chỉ có 600 thôi. Rồi cây mã số 11. Tiếp theo đây là cây mã số 12, là một cây tùng. Cây này thì clip trước cũng có ông khách ông chốt, nhưng mà ông không có chịu chuyển cọc cho nên là con không có gửi cây nha quý cô chú. Clip này con giao lưu lại. Mã số 12. Cái mặt bên này như một con thú luôn. Tùng này thì chủ vườn người ta chia sẻ với con, người ta nói là tùng này là tùng trái, nhưng mà con không có dám bao tùng trái nha quý cô chú. Cái hoành con đo một vị trí ngay đây trước là nó được 20. Còn đo ngay đây là nó được 28. Còn đo tổng ở đây là nó được 46 nha quý cô chú. Đây với cô chú anh chị mình xem giúp con. Cái đầu mặt cắt ở đây con cắt con chữa tược nó đang lên nhựa nè quý cô chú. Nó đang kéo nhựa tại vì cây này con bứng mới có 4 ngày hả. Mà nó lên nhựa gì là chứng tỏ cây rất là khỏe nha quý cô chú. Tùng vạn niên. Chủ nhà hiện ta chia sẻ là người ta nói tùng này là tùng trái nhưng mà con không có dám bao nha. Chiều cao của cây là được 30, đường kính mặt bầu là 31. Rồi cây tùng mã số 12, cây này có giá là 1.400.000 đồng. Giá là 1.400.000, con bao phí ship là toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. 1.400.000. Rồi con xin phép đổi cây. Tiếp theo đây là mã số 13, là một cây gia nhật gián đổ. Cái này con được 2 cây lận quý cô chú. Cô chú anh chị mình chốt thì mình tháp vào một cặp được. Này như một con thú luôn nè. Đây. Cô chú anh chị mình xem nhiều con thú luôn nha. Mã 12. Tổng chiều cao của cây là được 19. Từ cái đỉnh xuống tới cành đổ là nó được 52. Hoành là con tính trừ hao 17 đi. Cái này là gần 19 luôn, con tính 17 ha. Tổng tán lá là nó được là 24. Đây quý cô chú anh chị mình xem như một con thú luôn nha. Rất là khéo cây nha quý cô chú. Đây rễ nó ăn tới dưới đất luôn rồi nè. Cô chú anh chị mình chốt vậy có thể mình sang chậu được rồi nha. Rồi cây gia nhật mã số 13. Ủa mã số 12. Ủa con xin lỗi, cây này là cây 13 nha quý cô chú. Cây gia nhật mã số 13 nha. Cây này có giá là 800.000 đồng. Mã số 13, giá là 800, một cây gia nhật gián đổ nha quý cô chú. Tiếp theo đây là cây 14, cây này cũng đồng giá là 800 luôn. Nếu như mà cô chú anh chị mình chốt hai cây thì con sẽ bớt ít lọc cho quý cô chú anh chị mình nha. Mã số 14. Tổng chiều cao của cây là được 16. Còn hoành cây này thì nó hơi khiêm tốn nha. Hoành nó chỉ được có 9 cm thôi. Nhưng mà cần đổ nó rất là đẹp. Cần đổ là được 39. Cây gia nhật mã số 14. Cây này có giá là 800 luôn nha quý cô chú. Nếu như quý cô chú anh chị mình chốt một cặp thì con sẽ bớt ít lọc cho quý cô chú anh chị mình nha. Cây 14 đồng giá là 800. Rồi con xin phép đổi cây. Tiếp theo đây là cây mã số 15, là một cây cằn thân ghép cẩm thạch. Đây lá cẩm thạch đi với cô chú. Lá cẩm thạch nó bung ra cái lọc nhìn rất là đẹp luôn. Còn cái cành bên này là cây ghiên, cằn thân ghiên. Chỉ có cái đỉnh bên này với cái cành gớt ở đây là ghép thôi nha quý cô chú. Mã số 15. Để con đo chiều cao trước nha. Tổng chiều cao là nó được 32. Tổng tán dài là được 50. Tán ngang 34. Con đo cái hoành cổ trước nha quý cô chú. Hoành ở chỗ nhỏ nhất của cây là nó được 21 nha. Mà kẹo kéo rất là tốt. Còn cái vị trí to là nó được là 36. Rồi cây cần thân mã số 15. Cây này có giá là 1.400.000 đồng. Mã số 15, giá là 1.400.000. Rồi con xin phép đổi cây.
Tiếp theo đây là cây 16 là cây si búp hồng nha quý cô chú. Cây này thì quý cô chú anh chị mình chốt con sẽ tính phôi nha. Tại vì con sợ là chị hao khi con ship xa đó thì nó sẽ bị gãy nhánh đó. Cho nên là con bán phôi nha quý cô chú. 16, nhưng mà cây thì con chắc ăn với quý cô chú anh chị mình là sống thẻ 100%. Mã số 16. Tổng chiều cao của cây là được 41. Hoành ở vị trí này là được 24. Còn hoành ở đây là nó được là 66 nha. Còn con đo xuống vị trí này là được 117. Cây rất là quái luôn quý cô chú ơi. Cây này là không đụng hàng nha. Cây này cô chú anh chị mình có thể mình chiêm lên một miếng nữa nha quý cô chú. Mình chiêm lên như vậy. Đây. Nhìn nó cũng rất là ác cây. Đây. Cây si búp hồng mã số 16. Cây này có giá là 1.800.000 đồng nha quý cô chú. 1.800.000 cho cây mã số 16. Con cũng bao phí ship toàn quốc nha. 1.800.000. Tiếp theo đây là cây mã số 17. Là một cây mai chú hỷ nu gò công. Đế đều 24 giờ luôn nha quý cô chú. Tổng chiều cao là được 26. Đường kính mặt bầu là nó được 29. Vành cổ eo là được 23. Vành cái bệ của cây là được tới 29 nha. Cây mã số 17. Cây này có giá là 600.000 con bao phí ship toàn quốc nha. Mã số 17. Tiếp theo đây là cây 18, một phôi lùng lực luôn quý cô chú ơi. Mã số 18. Tổng chiều cao là được 18. Hoành nó được 34 nha. Đường kính bầu thì cây này của chú anh chị mình về vô chậu 3 dừa. Đường kính bầu 24. Cây mã số 18, cây này có giá là 800.000 đồng. Mã số 18 giá là 800. Còn cũng bao phí ship toàn quốc nha. Tiếp theo đây là cây 19. Là một cây mai chiếu thủy trung nu. Cũng là cây cuối clip của con luôn nha với cô chú. Mã 19. Cây này thì những cái mặt hẹo này thì nó không có ảnh hưởng nha quý cô chú. Mặt hẹo nó đang bo nhựa vô rất là mạnh nha. Do người ta làm cây nó hơi sớm cho nên là cái cốt nó cũng chưa được to lắm. Chiều cao là được 44. Tổng tán dài 63. Tán ngang 46. Hoành con đo hai vị trí nha. Vị trí ở đây là được 51. Còn vị trí này là nó được 87. Cây mai chiếu hỷ trung nu mã số 19. Cây này có giá là 3.700.000 đồng. Giá là 3.700.000 nha quý cô chú. Con cũng bao phí ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình trên mọi miền đất nước nha. Giá là 3.700.000. Thì cây này cũng là cây cuối cùng của clip coi. Thì con cũng xin kính chúc quý cô chú anh chị mình có ngày mới là tràn đầy sức khỏe và thành công trong cuộc sống nha. Con xin mến chào và hẹn gặp lại.